Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với anh Dũng Vision. Đây là bản tin buổi sáng ngày 8 tháng 11 năm 2024. Tức là ngày hôm qua thì chúng ta có rộn ràng về cái vấn đề bầu cử của Mỹ. Nhưng mà ngày hôm qua cũng là cái ngày mà kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga, ngày 7 tháng 11 năm 2024 và mùng 7 tháng 11 năm 1917. Thì chúng ta biết là nó lịch Gregory của nó thì nó là 25 tháng 10. Nhưng mà cái lịch của chúng Dương Tây ấy, thì nó là mùng 7 tháng 11, tức là nó lệch nhau là mười mấy ngày đó. Thì cho nên gọi là cách mạng tháng 10, nhưng mà nó là ngày 7 tháng 11. Thì đấy là có thể nói là cũng là một cái thời đại mới của thế giới, tức là cách mạng vô sản của ông Lenin, để mà có thể nói là một xây dựng một cái chủ nghĩa, một cái gọi là cái nó gọi là một cái hình thái xã hội mới. Mà trên cơ sở đó là giai cấp vô sản, giai cấp công nhân, là cái đảo mộ chôn chủ nghĩa tư bản. Mà bây giờ thì hơn một thế kỷ rồi thì nó vẫn chưa chết. Thì nhân cái ngày này thì chúng ta cũng nhớ lại. Tiếp theo thì cái hội chứng của ông Trump thì nó cũng đã rõ hết rồi. Bây giờ thì mời mời tất cả các hãng thông tấn truyền thanh, truyền hình, rồi các loại YouTube, blogger, các loại thì người ta đã thông báo rất nhiều. Tất cả các góc cạnh, mọi lúc, mọi nơi rồi, cho nên là không có cái gì để chúng ta nói thêm. Nhưng mà cái rõ ràng cái thắc mắc của tôi hôm qua là coi như là người ta nói 291, nhưng mà đúng ra là 312 mới là đúng. Tức là 219 phiếu là của cái đảng Cộng Hòa thì không suy chuyển bất cứ một bang nào. Mà trong cái đó là 7 bang 9 địa là 93 phiếu thì là hốt trọn, cho nên ông phải là 312 phiếu. Như vậy là cứ có cái đầu ba thì chúng ta nói đấy là một chiến thắng long trời lở đất. Xin chúc mừng ông Trump một lần nữa. Và chúng ta biết là ngày hôm nay tại cái câu lạc bộ Vandai thì ông Putin cũng đã chúc mừng ông Trump và cũng có vài lời khen ngợi. Để, tức là anh chàng này là một chàng rất là dũng cảm, can đảm và có thể nói là phi thường vượt qua những cái thời khắc cực kỳ khó khăn. Đấy, giống như là đi tù mấy chục năm mà bây giờ lại không những đi tù mà lại còn phất lên làm tổng thống. Thì đấy là rất là tốt và cũng chờ đợi những cái động thái từ Donald Trump để có thể chúng ta ngồi với nhau để đàm phán. ASEAN, tức là Hiệp hội các nước Đông Nam Á, chúng ta đã ngỏ lời là sẽ là tiếp Trump và Putin gặp nhau tại ASEAN. Thì có vẻ như là ASEAN chúng ta biết là thực tế bây giờ chỉ có Philippines là thân với Mỹ, Thái Lan thì nửa Trung Quốc nửa Mỹ, Indo thì cũng không khoái lắm, Mã Lai thì cũng là 1/3 thôi. Thế tóm lại là Mỹ ở Đông Nam Á thì đã bị lát vế hơn với Trung Quốc. Thì bây giờ lại thêm là coi như là có 5 anh chàng là coi như là 4 vào BRICS nữa, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Lào và có thể cả Việt Nam. Thì chúng ta thấy là nó ngả về cái hướng đông hơn, hướng mà đa cực hơn. Đấy, nhưng mà không có nghĩa rằng là coi như là quên cái Hoa Kỳ thì cũng muốn làm trung dung, tức là bây giờ ASEAN cây tre đây, thì chung và chỉ là Việt Nam không đâu. Trong cái động thái đầu tiên sau một ngày tái đắc cử thì cái nhóm của ông Trung, chứ chưa nói là ông Trung, thì có những cái động thái về cái chỗ Ukraine. Thì chúng ta biết là mọi người chờ đợi cái chỗ ông Trump này có những cái quyết sách rất là mạnh mẽ. Nhưng mà thực tế thì ông cũng chưa nhậm chức. Ông chỉ mới gọi là sẽ phải ngồi vào cái ghế đó. Chứ còn khi mà ngồi vào ghế đó ông quyết thì bây giờ vẫn có một cái đít đang ngồi đó rồi. Thậm chí một đít rưỡi đang ngồi đó. Cho nên là ông cũng không thể là tuyên bố được. Nhưng mà rõ ràng các cái vấn đề chuẩn bị thì nó cũng sẽ có. Đấy, còn Biden, chính quyền Biden hiện nay thì có vốn liếng bao nhiêu mà trong tài khoá của cái nhiệm kỳ mình thì vót vét là coi như là ném hết cho Ukraine. Đấy, tức là anh cũng xả láng luôn một lần, xả láng sáng về sớm đây. Thế thì cái nhóm ông Trump nói gì? Nói ông Trump nói thì chúng ta thấy là Nga vẫn chưa ăn thua. Đấy, tóm lại thì chưa có một cái kế hoạch nào để nhằm giải quyết cái xung đột ở đây. Nhưng mà cũng đã nói đến là coi như là Ukraine phải hứa cái quái gì ông đọc lệnh luôn chứ việc gì phải chờ nó hứa. Tức là ông phải hứa là 20 năm là không được vào NATO. Đấy, bảo Ukraine hứa thế thằng Zelensky có còn đâu mà hứa. Nếu mà cái đảng thân Nga lên thì hứa cái gì để mà hứa. Cái này thì ông có quyết thì ông quyết thôi. Rồi 20 năm là không được vào NATO. Và Mỹ vẫn sẽ hỗ trợ Ukraine.
nhưng mà chủ yếu là về các cái vấn đề đào tạo hoặc là hậu cần hoặc y tế vân vân, chứ còn súng đạn vũ khí thì thôi no, no women, có thể nói là như vậy. Thế thì vũ khí thì ai, thì vũ khí thì Mỹ nói là thôi tớ hết tiền tớ cũng không không lao vào những cái chuyện đấy. Mà vũ khí thì chúng ta biết rồi, tầm xa mà quăng vào Nga thì là Nga phải quăng lại Mỹ thôi, chứ không không quăng vào Ukraine. Thế nên bây giờ rõ ràng là như vậy rồi. Từ ngày ông Belousov với ông Putin nói thì tôi thấy là hơi thụt thụt đấy các bạn. Nhưng mà anh Trump này thì anh cũng chưa ra đứng đầu sóng ngọn gió ở chỗ Ukraine này, cho nên anh cũng chưa biết là cái anh có nhớ nhớ quên quên hay không thì không biết. Nhưng mà rõ ràng là chắc anh cũng có cập nhật. Nhưng mà anh có nói một cái động thái tức là sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine nữa, thì cái này có vẻ cũng được. Thế thì bây giờ thì ai cung cấp thì anh nói anh chỉ đích danh luôn: Ba Lan, Đức, Anh, Pháp, ba bốn bốn thằng gặp nhất của ấy, không nói đến Ý các bạn nhé. Ý lép vế Meloni thì không ăn thua. Như vậy là gì, tức là hỗ trợ nửa vời, tức là cung cấp nửa vời, tức là cũng cung cấp nhưng mà không cung cấp cái loại để đánh nhau, mà cũng nhưng mà nói bảo là không cung cấp nữa, không hỗ trợ nữa thì cũng không phải, nhưng mà cung cấp cái kiểu như thế này thì nói thật là chả cần. Nếu là tôi là Ukraine tôi đếch cần ông hỗ trợ về y tế với lại hỗ trợ vào ba cái mũ áo giáp làm cái quái gì súng đạn thôi. Đây Zelensky chỉ thèm thèm đạn thôi, thèm súng, thèm pháo, thèm coi như là nói chung, chứ còn ba cái giày dép là thôi khỏi khỏi cần. Đấy thì có lẽ là cái động thái anh này anh cũng phanh, anh Trump này anh cũng đang phanh, mà anh phanh từ từ đấy, chứ bây giờ mà đột ngột không cái thì tất cả cái đám kia nó cũng nháo nhào cả lên hết. Mà nếu mà anh tiếp tục nữa thì hóa ra anh là Biden 2.0 à, cũng không được. Thế thì anh phanh từ từ, và chúng ta đã nói rồi, tức là anh cũng chưa chưa ghé và ngồi cái đít của anh chưa 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 đặt vào trong cái Nhà Trắng thì chưa được đâu. Thì đấy là cái động thái đầu tiên. Cũng trong cái bandai này thì ngoài cái chúng ta đã nói rồi để chúc mừng cũng như là gửi gắm coi như anh Trump này, thì ông Putin ông cũng tuyên bố là trong 3 tháng vừa qua tại Kursk, tức là từ ngày 6 tháng 8 chúng ta biết là nó đột kích đầu tiên cho đến ngày 6 tháng 11 năm năm nay, thì là 3 tháng là bên Ukraine đã tổn thất ngay tại cái mặt trận này là 30.000 quân, rất nhiều vũ khí khí tài, xe tăng đại bác các loại. Như vậy là 30.000 quân thì chúng ta biết là tức là cái mỗi tháng là 10.000. Thì 10.000 nếu mà sư đoàn mà tức là biên chế sư đoàn đầy đủ chính quy hoành tráng ấy của Nga, của Trung Quốc, của Mỹ thì nó tầm 10.000 đấy. Nhưng mà thông thường là cái sư đoàn hay lữ đoàn của Ukraine nó chỉ cần tầm 5.000 chấm hết rồi. Lữ đoàn nó 2.000 nhưng mà thực tế là 1.000 cũng là lữ đoàn. Cho nên nó 30.000 rất lớn. Có thể nó quy ra là thành một quân đoàn. Đấy, một quân đoàn là 3 4 sư đoàn đấy, có 3 sư đoàn đầy đủ luôn đó. Thì có thể nói là tiêu hao rất là lớn. Và hiện nay cũng đang bị nhốt ở đấy tầm khoảng 20.000. Mà ngày hôm nay nó lại tiếp tục có qua các bạn nhé. Hôm qua thì chúng ta đã nói là coi như là cái này đúng là nói trong cái chiến sự, tôi đã đang nói tình hình thế giới. Thì là nó nói là sẽ rút lui. Bởi vì sao? Bởi đây chúng ta đang nói chữ Kursk các bạn nhé. Thì bởi vì trước đây ấy, là Biden ấy, cái đám Biden nó nói với Zelensky là chúng mày cố giữ cái Kursk cho đến ngày bầu cử. Thế đấy, thì để bầu cử, nếu mà bầu cử mà ông bên bên đảng dân chủ trúng rồi ấy, thì lúc đấy là lại quyết tiếp. Nhưng mà bây giờ anh rớt rồi, cái đảng là coi như tiêu rồi, thì coi như là bây giờ bên Syrki cũng như Zelensky cũng có thể là nó rút hoặc là không rút, là nói chung là nó tự quyết rồi. Bởi vì chúng tôi đã cố giữ cho đến ngày các ông bầu cử, và đến bây giờ xong bầu cử rồi thì có nghĩa là muốn làm gì thì làm. Nhưng mà cái động thái ngày hôm nay là đưa quân tiếp từ Sumy qua các bạn nhé. Và cũng có một đám là đã bị Nga Nga quánh cho tơi bời, còn một đám thì nó cũng đã qua lại Kursk. Như vậy là cái hình thái này thì chúng ta cũng chưa biết. Có thể một là coi như là quyết quyết trận cuối cùng, sống mãi còn trận cuối cùng. Họ cũng biết rằng là Nga chuẩn bị phản công rất lớn tại khu vực này, mà đúng ra là từ ngày 4 rồi đấy, ngày 4 ngày 5, tức là trước cái ngày bầu cử cả. Mà cho đến hôm nay thì chúng ta thấy là cũng bắt đầu đánh đùng đoàn khắp nơi rồi, nhưng mà có cái là phản công Nga nói là ngày mai, thì tôi không biết là ngày mai có hay không, hay là đang đánh nhau rồi mà chưa có thông tin, hoặc là đang giữ bí mật đánh chỗ A.
Hiện nay thì Tổng thống Iran là ông Masoud Pezeshkian ấy, ông quyết định là hoãn chuyến đi Azerbaijan. Thì chúng ta biết là trước đây thì cũng có một cái vụ, tức là ông Iran này, ông qua Azerbaijan tới cái chỗ mà tức là cái hồ ấy, nó có cái công trình thủy điện lớn ấy, Khánh Thành, thì ông Raisi ông đã chết rồi. Tức là bị trực thăng rơi do thời tiết, hay là bị ám sát, hay là do khủng bố gì thì không biết, thì rơi. Thì bây giờ tiếp tục anh này anh lên là coi như anh chuẩn bị đi, nhưng mà anh bảo thôi anh không đi nữa. Anh không đi nữa, anh ở nhà, tức là Tehran, để nghe nói là chuẩn bị đánh lớn này. Thì hôm trước là bảo đánh trước ngày bầu cử mà sao thì cũng lủng nhằng chưa đánh, hay là thiếu thiếu tên lửa, hay là các cái máy bay ném bom chiến lược của Mỹ nó đang loanh quanh ở cái vùng vịnh này, hay là gì nữa thì chúng ta chưa biết, hay là ông còn có mấy nghìn tên lửa đạn đạo ông quánh vào phát, mà coi như nếu mà không không ăn thua cái là nó đập cái thì ông tàn nát à. Cho nên ông phải tính cả cái hệ lụy nữa, chứ không phải là ông chỉ tính một cái đường công, anh phải tính cả đường thủ rồi. Trong khi là Mỹ là cứ lợn vợn ở cái chỗ Bahrain rồi cái khu vực vùng vịnh này rất nhiều, thậm chí ở Địa Trung Hải đây là nó cũng có thể câu vào tới tới nơi được đấy các bạn nha, chứ không phải không đâu đấy. Cho nên là bây giờ anh phải tính, thì anh hoãn cái chỗ Azerbaijan rồi. Rồi tại Israel thì chúng ta biết là Netanyahu đã gặp cái thủ lĩnh phe đối lập. Đấy. Thì thông thường nếu mà tức là đã đối lập rồi thì có nghĩa là không nói chuyện được. Đấy. Đấy. Không thể nói chuyện, không ngồi với nhau được. Nhưng mà đây lại cứ mỗi lần có một cái chuyện gì thì nó lại ngồi với nhau. Thì lần này thì thủ lĩnh phe đối lập đã gặp Netanyahu và bàn bạc một cái gì đó rất là bí mật, và thông thường nó sẽ là có những cái gì rất ghê gớm chuẩn bị xảy ra. Tại Phần Lan thì chúng ta thấy là anh Phần Lan, anh này cũng hào hứng lắm. Đây, Phần Lan đây, thì chúng ta Phần Lan và Thụy Điển là hai anh mới vào, là anh này là 31, anh này 32 là thành viên. Thế thì bây giờ cái biên giới đây là 1.300 km, rất là dài. Thì hiện nay là phần trung của Phần Lan, tức là anh này anh đang nói là cái chỗ mà Pirkkala đấy, là thành lập một cái trung tâm không quân cho, tức là triển khai các loại máy bay không người lái các cỡ của phương Tây tại đây. Thì nó chúng ta thấy là đây là Nga rồi, cả một cái sườn như này là phía đông của Phần Lan, tức là Nga. Đấy, cho nên cái này cũng rất là nguy hiểm. Hiện nay Nga cũng đã có lên tiếng về vấn đề này. Ngày hôm qua thì Nga cũng đã tấn công các loại UAV, loại kiểu mới đấy, cái loại mà gọi là lượn đấy, là Garan, là tấn công vào Odessa và Nikolaev, rất nhiều cái vị trí trong này, cũng đã phá hủy được nhiều cái gì đó. Thì ngày mai nó bị là toán lên thì chúng ta mới biết gì. Chỉ biết là nó đã tấn công rất nhiều mục tiêu và chính xác. Ba Lan hiện nay thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông là từ chối, ông tuyên bố là ông từ chối cung cấp cái máy bay MiG-29 từ cái thời Liên Xô và xã hội chủ nghĩa cho Ukraine, tức là từ chối rồi. Thì chúng ta biết là các cái chính phủ của châu Âu này hiện nay cũng đang nháo nhào lên cả. Cái những gọi là băng đảng mà gọi là đồng minh với Zelensky là thứ nhất là Tusk, tức là thủ tướng của Ba Lan. Thứ hai Olaf Scholz, thủ tướng của Đức. Thứ ba là Macron, tổng thống của Pháp. Và thứ tư đó là thủ tướng của Anh, ông mới nắm quyền, ông Starmer. Và đương nhiên rồi là cái chị đạp gái, tức là hộ lý hộ sinh thì bây giờ làm chủ tịch EU đấy, tức là Ursula von der Leyen. Thì chị này thì cũng là trong băng đảng này. Thì hiện nay chúng ta đang cãi nhau nháo nhào, bây giờ nên chăng, nên thế nào, vân vân và vân vân. Và trong cái hội nghị Van Dai ngày hôm nay thì ông Putin cũng nói là cái đám NATO này bây giờ lỗi thời rồi. Cái hệ thống phòng thủ cái quái gì, phòng thủ ai, các ông toàn đi tấn công đánh khắp nơi đấy, ngoài ông thuộc phòng thủ liên minh phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, cho nên nó lỗi thời, kể cả về ngữ nghĩa cũng như là nghĩa đen nghĩa bóng, nói chung là lỗi thời. Và nó cũng chả giải quyết được cái vấn đề gì, mà nó cũng chả phòng thủ cái gì hết, nên còn là đi tấn công và đi hù dọa coi như các nước bé thôi. Cứ chơi lại với nhau như là coi như là một bó đũa để thằng ông Nga ông khỏi gặm vậy thôi. Và thực tế là cũng không có cái chuyện mà Nga gặm các cái thành viên của NATO, mình chưa có, còn chỉ có gần Ukraine nó không phải là NATO thì có xung đột vậy thôi. Tại Anh thì đại sứ của chính quyền Palestine, chứ không phải là đại sứ của nước Palestine, nói như đại khái là nó cứ dùng cái từ là đại sứ của chính quyền Palestine tại Anh đã đang yêu cầu, tức là Trung
can thiệp ngay lập tức vào vấn đề Gaza và Palestine. Nhưng mà mấy hôm nay đấu tranh ngoại giao nó không có lại đâu, tại Mỹ và đặc biệt là Trump, Trump còn còn hơn hơn cả 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 Biden về vấn đề về vấn đề Gaza và Trung Đông các bạn nha. Anh là coi như là cái máu của anh là cái thứ nhất là anh cũng theo cái đạo đấy, cái công giáo, cái thứ hai nữa là anh cũng là con rể là đấy nữa, và cái thứ ba nữa là cái nọc của anh là cái nọc của Israel, cho nên là cái Ukraine có thể là có cắt nọc được, chứ còn chỗ mà Trung Đông thì anh không đâu. Đấy, anh sẽ có cái bài lẻo lái để cho các cái nước là rủ rê Ả Rập Xê Út rồi những là Jordani được rồi, Ai Cập, tức là các cái nước lớn ở đây thì coi như đã là theo ngang gật gật theo anh Trung rồi. Đấy, chúng ta biết là cái Abraham cái hồi mà thời ông làm đây là có bốn em Ả Rập là coi như là ký bình thường hóa quan hệ với Israel mà bị cái thế giới Ả Rập nó lên án đấy. Tức là không có chơi với thằng này, nếu mà chơi với thằng này với điều kiện nó là phải hai nhà nước, nó phải là coi như Palestine phải ok thì là bắt đầu mới chơi. Chơi cũng phải chơi có lộ trình, chứ không phải chơi là cứ tự nhiên là quan hệ ngoại giao cấp đại sứ rồi coi như giống như bạn bè thân sau này là coi như không chơi nữa nó dở ra. Đấy, cho nên là hiện nay thì cái anh này thì anh cũng lại đấu tranh nghị trường giống Arafat rồi giống như Abbas, bây giờ chỉ có ngồi nói mà coi như là xong tới thằng kia nó đang chiếm lãnh thổ, xong tới nghe nói xong cái là nó bỏ lãnh thổ nó trả lại xong nó đi về cái kiểu như thế. Hay nó đã xây dựng, nó đã chiếm các cái khu để nó xây dựng khu tái định cư cho người Israel rồi, xong rồi bây giờ xong rồi thôi không nói vài câu thế là nó bỏ hết cái tái định cư trả lại đất xong nó đi về. Cái chuyện đấy là cái chuyện viễn tưởng, nhưng mà hiện nay người ta đấu tranh theo cái lối đó là không được, lại đi nhờ là nhờ cái ông mà coi như ông là khoái cái coi như là ông muốn lấy luôn toàn bộ Palestine nữa thì là đi nhờ cái ông này thì không xong rồi. Rồi thì chúng ta biết là hiện nay ngày hôm qua cái ngày mà bầu cử đấy của Mỹ thì Nga đã hạ thủy một cái tàu phá lăng hạt nhân Sukhothka. Anh có thể nói là cái tàu này tức là ông cả của cái Bắc Cực, ông cả của Bắc Băng Dương và Bắc Cực, thì có thể nói là Nga thì trùm rồi, trùm về cái loại mà tàu gầm với tàu phá băng thứ là hạt nhân nhận diện là của anh rồi. Thì ông Van Dai cũng có nói là trả lời cái câu hỏi của phóng viên thì là cái quan tâm trong ngày hôm nay là ngày gì, thì ông bảo quan tâm là quan tâm cái hạ thủy cái này, còn cái chuyện mà bầu cử của Mỹ thì ai lên cũng vậy thôi, không quan trọng đối với nước Nga. Ông nói vậy thôi nhưng trong thâm tâm thì ông vẫn muốn là hợp tác với ông Trump, bởi vì Trump thì có thể nó đều ở đâu không biết, nhưng mà với Putin thì tôi thấy là nó không nó tức là không múa, không tức là múa cái là ông bẻ liền mà. Đấy. Ông làm đứng gọi cứng lưỡi liền, cho nên là không tùy người thôi. Đấy. Ma bắt tùy người thôi, cho nên là gặp Putin là coi như là nói là tịt thì cũng không phải là tịt, nhưng mà nói chung là không khoáng lưỡi được. Hiện nay thì Kiev chúng ta biết là có một cái lực lượng kháng chiến ngầm. Đấy, ngày hôm qua nó đã phá được hai cái kho rất lớn. Đấy. Trong đó toàn vũ khí và khí tài của Đức và Ba Lan tại Ukraine. Tiếp theo nữa là cái hiện nay cái tình hình mặt trận nó đang quá khẩn cấp và rất là nguy cấp. Đấy. Cho nên là quân đội Ukraine đã hạ cái thời gian huấn luyện tân binh ấy, tức là gọi là chiến sĩ mới đấy, hay nói gọi là lính mới đi. Đấy. Tức là xuống là còn có một tuần. Thì chúng ta biết là 3 tháng quân trường mà ra còn bắn súng, còn bắn lên bắn xuống chưa được, thôi một tháng cũng được, mà bây giờ chơi một tuần là các bạn biết là nó cái đội quân là tinh nhuệ cỡ nào. Đấy. Nó coi như nó ghê gớm cỡ nào, nó gọi là cái gì đấy. Thiện chiến cỡ nào đấy. Đấy. Thứ nhất là tân binh lại không biết gì rồi, thứ hai là bắn chưa biết bắn, không biết cầm súng, không biết cầm được không nữa, nên chưa biết cái chỗ này. Đấy, thì hạ xuống một tuần các bạn nhé. Đấy, bắt đầu là tung ra coi như để mà chiếm với Nga. Mà Nga nói Nga vừa rồi Mỹ bầu cho là đứng đầu thế giới về quân đội. Mỹ xung phong đứng thứ nhì. Bởi vì đánh không lại, còn nếu mà thắng, nếu mà nhất thì đã thắng rồi, đánh rồi, xong rồi. Đây coi như anh Phong là nhất rồi. Thế mà bây giờ mấy cái thằng tân binh này mà ra mà cương là ấy, mà gặp mấy thằng đặc công đặc nhiệm của Triều Tiên là thôi rồi. Đấy. Tôi cũng sợ, lo cho mấy thằng này. Tôi đã từng tân binh tôi biết rồi. Đấy. Tân binh là hồi bọn tôi là cái lúc mà năm 78 mà đánh biên giới đấy là coi như là Tây Nam đấy là coi như là đi là thằng nào lâu là 2 tháng thôi quân trường, còn đâu là cứ tháng rưỡi là lên đường.
Đấy thì trước đây tôi có kể với các bạn rồi. Đấy, cho nên bây giờ anh một tuần này thì anh khiếp quá. Này là không biết đánh đấm kiểu gì. Còn ông Lương Cường của chúng ta, chủ tịch nước, tân chủ tịch nước Việt Nam sẽ có chuyến đi Chile và Peru, tức là sẽ đi qua các cái nước Nam Mỹ. Thì Việt Nam cũng nhanh nhanh chân nhanh tay đi chứ, thì anh Trung Quốc là anh chơi tất. Nhưng mà nói chung là các cái nước châu Mỹ Latin thì rất là khoái Việt Nam. Đấy là Chile này, chúng ta biết là nó ở ngay cái dãy Andes này rất cao, và Peru thì là đây là hai cái quốc gia này thì nó cũng Chile thì nó cũng cũng có hướng hướng theo cái gọi là không liên kết với lại BRICS đây. Thì anh Peru này thì anh lôn côn đó. Anh Peru giống như Colombia này, lôn côn, Ecuador thế. Ở đây nó chỉ có được Venezuela này, Bolivia này, anh Chile tạm được tí rồi chấm hết. Còn ngoài ra bắt đầu anh Cuba này, rồi bắt đầu mấy anh cái trước đây có anh Grenada, bây giờ nó lượm rồi, Grenada đây, rồi anh Nicaragua, rồi anh El Salvador, vậy thôi. Chỉ còn nói chung là cái đám này thì nó cũng chưa đâu vào đâu. Chúng ta chỉ hy vọng cửa Brazil và Mexico, tức là hai anh to đùng của hai Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Nhưng mà hiện nay thì anh Brazil này với anh Venezuela này lại không khoái, mà ông Maduro rồi đó, ông tố Brazil là có cản coi như Venezuela vào BRICS. Đấy, vào là cùng hội cùng thuyền, nó cùng mâm đấy. Đấy, ngồi là cùng mâm, cùng chén chú chén anh đấy, mà coi như suốt ngày chửi nhau này hơi khó. Thì Maduro này có lẽ là 1 2 ngày tới sẽ qua Nga. Đấy, quả này qua sẽ ký cái hiệp ước giống như là Triều Tiên. Nếu mà ký như Triều Tiên thì nó lại khác ở Triều Tiên ở cái chỗ, tức là gì, tức là nếu mà chơi ở đây mà anh bom qua đây thì quá gần. Đấy, đây anh Cuba đây, anh Cuba đây thì bom đây là gần rồi, nhưng anh Cuba thì nó cũng đang có nhiều cái vấn đề. Thế còn anh Venezuela mà anh bom đây New York, Washington đây, rồi đây là Washington đây này. Rồi anh bom qua cái chỗ Los Angeles đây này, California, thì nó cũng khác hơn là từ anh này bắn qua này. Khác ấy. Đấy, nó xa đấy, cho nên ngay ngay gần đây thì chúng ta thấy là nó tình hình nó khác ha. Đây Florida đây là cái quê của anh Trump đây, Mar-a-Lago, tức là cái dinh thự của anh ở chỗ Palm Beach ngày hôm qua mà chúng ta nói đấy. Đấy thì tình hình đó chỗ đấy Maduro, nếu mà trong trường hợp mà ký hiệp ước giống như Triều Tiên thì rõ ràng là không, thế giới không nói được. Đấy, chúng tớ cũng có giấy có tờ nhá, không có điều 5 chúng tớ có điều 4. Đấy, nếu thằng nào mà xâm phạm một thằng kia thì thằng kia nhảy qua bỏng thế thôi. Cũng như bên kia điều 5 này tôi thấy là nó đẻ ra cái điều 5, điều 7 gì thì mà đã dùng đâu, không có dùng đâu. Nhưng mà cứ nói là đụng vào là chúng tớ là sẽ kích hoạt cái điều 5 là thế nọ thế kia. Cho nên mấy cái thằng Baltic với mấy thằng nhỏ nhỏ đây cứ ra rả là coi như là cứ sướng là dưới cái ô của Mỹ là nó có cái điều 5, đếch sợ thằng nào hết. Đấy, cứ chửi lều là coi như ném đá vào qua Nga luôn, Nga làm đếch gì mình. Nếu có gì thì có điều 5 rồi. Đấy thì bây giờ cái anh này cũng phải chơi cái điều 4, điều điều 2, điều 1 luôn cho nó. Điều đầu tiên thằng nào mà múc anh là anh có anh sang múc. Có múc em là anh sang múc. Đấy, thế thôi. Vậy thôi. Rồi chúng ta nói nó gọi là cái gì đấy, chém gió tí rồi bây giờ chúng ta vào mặt trận. Mặt trận thì nó cũng không có gì khởi sắc lắm. Bây giờ chúng ta nói về cái chỗ đây chúng ta thấy chả có cái súng cái ống gì cả, chả có cái súng đỏ súng xanh gì hết, nhưng mà thực tế thì nó cũng đang đánh nhau nháo nhào đây. Sau một ngày ngồi gọi là thanh thản để mà nghe anh Trump anh tái đắc cử thì hôm nay cũng lại tiếp tục là vác súng ra vào nhau. Hôm nọ thì tôi có nói rất nhiều lần rồi, thì chúng ta đây là cái này rất là nhỏ để cho chúng ta nhìn nó rõ hết. Đây Kurakove thì nằm trên này, thì còn cái chỗ này là Uspenovka, đây là các chúng ta nhìn lại để cho nó chúng ta định vị. Đây là cái hồ Kurakove, Uspenovka là cái chỗ này, chúng ta biết là 6 cái thị trấn. Còn đây là cái chỗ này Velikanovsinka, nhưng mà thực tế là cái đỉnh Remica nó ở đây, thì cái chỗ này là 6 cái làng. Mày nhớ hết nha. Rồi đây anh Gulula đâu rồi, anh sâu quá rồi, ấm quá rồi, rồi nằm trong đất đất mẹ rồi. Đấy thì từ ngày mà lấy xong cái Gulula thì chúng ta thấy là đấy nó dâng lên như thế. Hồi đấy mà bảo là mà mơ mà ra cái đường này lâu lắm, khó lắm đấy. Đấy thì hồi đấy là chỉ có cái đường này là nhất rồi, Konstantinovka để xuống chỗ Vodiana để tới đây xong rồi Balupka là tướng rồi. Đấy, được cái đường này được rồi, mà ra tới cái đường này nó khó. Thế bây giờ đỏ nó lấn hết rồi đấy các bạn, tức là đỏ nó lấn, chỉ còn cái điểm này
cái điểm này là 6 thị trấn đây, thì chúng ta biết rồi. Thì Antonovka hôm qua đã cắm cờ rồi, còn bắt đầu Zenica và nữa thì bắt đầu là cũng đã vào đến hôm nay 40% rồi. Thế là cái đoạn này thì vô tư, và chúng ta đã nói là nhiều lần rồi, đánh cái đường này nó hơi xa, đi Spenovka hơi xa, thì cái anh Bugoslavlenka này tức là phía bắc của anh Vuleda đây, thì bây giờ anh lên chỗ Chudove đây thì anh lên đây là rất gần. Thế tôi tội gì mà không đi đường gần mà lại đi đường xa. Thì hiện nay thì rõ ràng là chúng ta thấy là tất cả cái vòng xanh xanh này là cái vùng mới mới hết. Maximovka, rồi Zastavoljana, rồi cũng như là Saktanska. Thế thì bây giờ là tiếp tục là Nga lại lấn sang bên phải, lấn sang bên trái, lấn lên phía trên. Thế thì lên làm gì? Thì chúng ta nói rất nhiều rằng từ hôm nay thì nó là thật. Chỗ Priut này lên đánh. Thì hôm nay để mà vây cái này đây, mấy ngày nay tôi có nói cái chỗ này đây, trung tâm. Thì trước đây chúng ta nhớ là phá ba cái cầu rồi, ở hướng Bắc rồi hướng Đông và hướng Tây là phá rồi. Còn cái hướng Nam thì để Nga đi lên nữa thì chả việc gì phải phá. Thì ngày hôm nay là bắt đầu đánh đây nhiều rồi. Bắt đầu tấp, tấp vào các cái chỗ này. Thì nếu mà lấy được cái chỗ này thì hôm qua chúng ta cũng đã dùng cái này lên, nó chính là cái cực Tây Nam của Donetsk. Nói giải phóng Donetsk mà cái cực Tây Nam của nó mà giáp với Zaporizhia và coi như Dnipropetrovsk thì nó cũng phải làm luôn, ngã ba đấy, chốt luôn ba tỉnh để cho chắc. Thì cái chỗ này là hôm nay là bắt đầu đánh rồi. Thì còn tất cả các chỗ này thì nó cũng đang gần như ngày nào cũng tiến, ngày nào cũng tiến, tuy nó không nhanh đấy, nhưng mà ngày nào cũng tiến hết. Thì cái khu vực, nhất là cái khu vực này chúng ta là Novo Ukrainka, Bogoslavlenka và coi như Saktanska, thì bắt đầu lên thêm mấy cái địa danh nữa và tiếp tục lên nữa đấy. Thế thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại chỗ Kurakove, là cái chỗ khu vực này Kurakove. Bây giờ chúng ta nó cho vào đây cho nó sáng này, cho nó rõ này đó. Thế thì cái Stepanovka thì chúng ta biết là Nga đã bỏ túi mấy ngày nay rồi, nhưng mà ngày hôm qua hôm kia bắt đầu Ukraine bảo đúng thật, nó đang nằm trong túi của Nga. Thì bây giờ tin hay không tin là bây giờ tớ sơi Ilinga được không? Thì hôm nay đánh nhau rất nhiều. Chúng ta thấy một cái video có ba anh gọi là bộ đội Ukraine, bộ đội của Nga là đang loay hoay cắm cờ. Đấy, đi rất là ung dung, rất thoải mái. Đất Ukraine đang kiểm soát mà các anh rất thoải mái. Thế là như thế là các anh vào rồi, sao nào? Vào rồi đây, rồi bao nhiêu này. Thì chắc các anh cắm cờ đâu đây thôi, chứ còn chỗ này thì cũng chưa. Như thế có nghĩa là gì? 50-50. Rồi anh này cũng lại sắp ra đi. Tức là chiếm hết cái phần phía bắc của hồ các bạn nhé. Phía cái hồ mà có cái sông này nó vào đây thì chúng ta biết rồi, là Porozhenka này, Ostrovka này, qua cái cầu này thì đã chiếm rồi. Còn đây là Maximilizanovka tiến lên rồi. Bây giờ phía bắc chiếm anh này rồi. Ngày mai làm nốt anh này. Thế còn anh nào? Còn anh Baratsky là coi như xong. Nếu mà xong cái em Ilinka này, Baratsky thì có một cái cầu băng qua đây thì chúng ta thấy là thì em này đi nhanh. Hiện nay tình hình nó như thế. Thế còn cái chỗ mà Sukurina này, hiện nay thì Nga lại đang hướng tới Zoria này các bạn nha, là một. Cái thứ hai nữa là tới cái chỗ riêng cái chỗ này nữa, cái chỗ này nó là Voschenka, thì nó ở phía trái của Ismailovka cũng như là Novosilovka. Thì cái Novosilovka đây thì chúng ta thấy cũng là gần gần lấy hết rồi. Đây chúng ta thấy là lấy từ đây tới đây thì coi như cũng gần xong. Thì cái chỗ này là khoảng 60%, thì cũng hy vọng là xong xong luôn. Thì bắt đầu là từ trên này đánh xuống cái chỗ này. Nhưng mà cái chỗ này là đánh xuống phía dưới này là đến Bắc Hồ thì đơn giản rồi. Thì chúng ta thấy là nó như thế này. Tôi thích kể ngày xưa. Đây này, Veske, cái hồi đấy là chúng ta nói là vẽ một cái này là to như thế này, cái vạc là to như thế này này. Và đúng này, thế là bây giờ nó bé dần thế này, nó bé dần thế này. Thì bây giờ chỗ này lấy nốt rồi, thì bây giờ lại lập một cái vạc mới rồi. Cái vạc này nó không liên quan đến cái vạc cũ chứ. Đây, cái vạc cũ là coi xong rồi đấy các bạn. Đấy, nó gọi là Nevesca này. Đó, cái vạc này coi xong rồi, biết bao nhiêu là cái gì? Cái khu định cư, cứ nói thế đi. Nó là làng, là thị trấn, là thành phố, cái gì đấy. Rồi kể cả là cái khu định cư thì là rất là nhiều. Đất rất là rộng. Thế thì chúng ta thấy bây giờ là coi như đã xong cái vòng tròn này rồi. Thì bây giờ bắt đầu rồi. Đây là cái hồ. Thì là tiếp tục cái vòng này. Thì bây giờ cái Novosilovka 60% rồi. Anh chàng này thì cũng một tuần trước rồi. Tiếp tục đến anh chàng này. Thì đấy là cái vai trò của anh Sukurina.
anh chàng này chúng ta biết là hồi đấy là anh ở phía tây của cái Ukrainska, là cái anh chàng này. Hồi đánh anh chàng này rất lâu, rất khó, à, các bạn nhé, nó dưới Selenova đấy các bạn. Đấy, thì bây giờ xong rồi, cứ thế rồi, thì là Tây, cứ là Tây tiến. Rồi, bây giờ Tây tiến, Zoria, điểm danh, nha. Cái chỗ này là Novo Oleksandrovka này cũng đang điểm danh. Grigorovka này, điểm danh. Tức là hiện nay cái chỗ này sẽ nào? Đây thì Nga ra đây này, chỗ Vistenia này, cái chỗ đây Selenova đây các bạn đấy. Thì đây nó có một cái đường đi lên này, thẳng cái đường đi lên này, đấy, và có một cái đường đi lên. Cái đường đi lên này thì nó sẽ phối hợp với cái anh chàng chỗ Novogorovka, thì chỗ Lisovka đấy, thì cái này thì Nga mới tiến vào thôi, chuyển thua. Đấy, mà đúng ra cái tiến vào cái này và ra cái chỗ Dachenka này thì lâu rồi, ấy, nhưng mà không hiểu tại sao rồi, chưa đánh được, có lẽ là cái vàng vàng này nhiều quá, công sự thành trì pháo đài nó nhiều quá, chưa qua được. Thế thì bây giờ Nga phải đánh theo cái hướng này. À, đánh ra cái hướng này thì chúng ta thấy là mấy ngày nay là coi như bắt đầu là đã chiếm một phần của anh chàng này rồi, và lượm luôn anh chàng này rồi, và bây giờ còn đang nhắm ra tiếp mấy cái anh xa xa này nữa, thì như vậy là cứ nóng dần ra thì cứ lấn thôi, chứ còn bây giờ nó bây giờ nó đang sợ rồi mà tội gì không lấn. Tức là có vẻ như là đang đánh cái phía nam của Pakrovsk, còn ngay tại khu này thì lại gần như không đánh. Chỉ có hôm nay tại chỗ Krasnyja và Krutoja đâu rồi, đây à, đây Krutoja là đây, thì có cái chỗ này, đây là có cái này, ngày hôm nay là Nga tổn thất nhiều. Đây là có một cái khu công nghiệp đấy. Thế là Nga đánh nhau ở chỗ này thì cuối cùng là đã chiếm được, nhưng mà có cái là tổn thất rất là khá. Có khả năng là cái chúng ta sẽ thấy cái video là Nga đang chiến đấu từng ngôi nhà vượt, tức là chạy lên gác, tức là rồi kê súng máy vào cái cửa sổ là bắt đầu bắn, rồi xong là ok cái là lực lượng ở dưới đất lại tiếp tục vào cái căn nhà đó, xong cứ vào căn nhà đó. Thì hiện nay cái chỗ này thì đây nó có khu công nghiệp, nó cũng nhỏ nhỏ thôi nhưng mà cũng đánh rất là kinh. Thì là đấy chính là khu vực này, chúng ta có thể có video. Đến cái chỗ khu vực Sivet, Torres thì bữa nay bùng bét lắm rồi. Torres thì coi như tôi không thèm nói là các bạn biết rồi. Đấy, bữa nay chán lắm. Đấy, có lẽ là mà nói không phải là Nga chán đâu, mà kể cả Ukraine nó cũng chán. Hay nói cách khác là hai bên đều đang giảm cường độ hoạt động. Đấy, nói cơ cầu đấy cho nó bình đẳng. Tại Sivet, cái chỗ này thì Nga chiếm được, nhưng mà tổn thất rất lớn, tức là xe tăng ngày hôm qua thì chúng ta thấy là Nga thì ở cái bên Ivano-Darovka, còn Ukraine thì ở bên VMK. Thì ở đây nó có một cái pháo đài, cái pháo đài này có thể nói là cực lớn, mà chúng ta thấy nó nằm trên núi này, đấy, trên núi ngoằn ngoèo. Thì ngày mai có khả năng Nga sẽ lấy cái pháo đài này, nếu không lấy, chúng ta thấy đây rất nhiều cái pháo đài để nó giữ cái Sivet này đấy, thì được một cái hình hài như thế này là Nga đã tổn thất rất nhiều. Nôm na là như vậy. Thì cũng là xe tăng của Nga sơi vào, xe tăng của bên kia sơi vào, tức là hai bên cứ xin lỗi cái màu nhé, bên này nó sơi vào, tức là hai bên đều đánh nhau ở đây. Thì cuối cùng là Nga đánh coi như bên này là rút lui, Nga tiếp tục là truy kích, coi như đánh bật luôn là chiếm luôn cái VNK các bạn nha. Thì là hiện nay thì được như thế này thì Nga cũng phải tổn thất rất là nhiều, và đương nhiên thì bên Ukraine người ta phải rút lui rồi. Tức là thì hiện nay là Nga bắt đầu đang tấn công lên cái chỗ trên này để mà quắp xuống đây, mà chỗ này là lên được là quắp xuống đây thì sẽ bao vây cái pháo đài này. Hiện nay cái chỗ này nó rất là cứng, nó là đồng bằng nó khác, chứ chỗ núi chỗ rừng nó nọ kia là rất là khó, cho nên là cũng phải đánh thôi, có tổn thất cũng phải đánh thôi. Và thực tế là Nga tổn thất đây là cũng do là bị đánh, nó bị phục kích đấy các bạn, bị phục kích. Nhưng mà hiện nay thì đang tiến dần vào cái pháo đài này, đang tiến sát rồi. Thì chúng ta sẽ theo dõi cái pháo đài này vào ngày mai, xem có gì mới không. Rồi. Bây giờ chúng ta lên cái chỗ khu vực chỗ trên chỗ Kupiang các bạn. Hiện nay thì cái chỗ mà Petropavlovka và Pishchana này thì Nga đang bao vây 10.000 quân. Đấy, khu vực Kharkov mà nó chỗ gần Kupiang.
thì có chỗ Tarini thì đánh cũng hơi chậm, nhưng mà không biết đấy, cái đấy là có lẽ là nó đang có những cái nó gọi là cái xe tăng của bên Ukraine nó từ bên kia nó qua đấy. Nó một chiếc thôi nhưng mà tôi thấy nó bắn tá là ở đây hết, thì không biết là Nga đang xử lý cái chỗ này. Có một cái xe tăng mà có lẽ là nó cũng có bộ binh nó đã bên này trước rồi, nhưng mà hiện nay cái chỗ này cũng đang đang sương, nhưng mà chắc chắn thì Nga cũng phải lượm thôi, nhưng mà nó lại hơi sương. Chủ yếu là khu vực trên này, là chúng ta biết là khu vực Kupian thì Nga còn cách có khoảng 5 cây số nữa thôi, còn riêng cái khu vực Pishchane và Petropavlovka thì hiện nay 10.000 quân đang đang bị Nga bao vây ở khu vực này. Toàn tại khu vực Kursk thì có thể nói là Suzdal đây, Probeki đây, và cái chỗ đây là Malolochkina. Thì các nhà phân tích của Ukraine thì cho rằng là các lực lượng của Nga đang tiến hành tấn công tới Suzdal. Ở cái khu vực Makhnovka là cái chỗ các cái khu vực phía bên này, chứ còn không không có nói trên này. Thì họ đang nói như vậy và đã đánh bật các lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi ngọn đồi gần Probeki nữa. Đấy, và cách đường cao tốc Suzdal Luhansk là cũng không có xa lắm, tức là cái từ đây là cái đường cao tốc rồi này các bạn ạ, đó đường cao tốc à. Thì đánh ở cái chỗ này nữa đấy, đường cao tốc này nó xuống là xuống Suzdal đây đấy. Đấy thì theo thông tin từ thực ngoài thực chiến thì các cuộc tấn công cục bộ cũng đang được tiến hành, như là chỗ Darino, và chủ yếu là sử dụng bộ binh thôi. Chỗ Darino là chúng ta biết là khu vực này đấy. Đó. Nói chung lực lượng vũ trang Ukraine tại Kursk được bổ sung những chiến binh giàu kinh nghiệm là như chúng ta nói rồi, tức là ở đây thì nó cũng giàu kinh nghiệm thật, chứ còn cái tân binh kia là mấy ngày thì chúng ta không nói được. Thì nó trong này nó có rất nhiều cái lữ đoàn, trong đó lữ đoàn phòng thủ, có lữ đoàn phòng thủ biên giới, lữ đoàn miền núi, lữ đoàn cơ giới, nói chung là có ba bốn cái lữ đoàn rất là tinh nhuệ, còn lại là toàn là tức là cái thứ thứ coi như là tạp nham thôi, tức là nó gọi là phối thuộc với nhau. Thì nhưng mà có thể nói là phải thay thế những người đến đây là 1 tháng rồi. Đấy, thì theo theo tôi được biết là ngày hôm nay họ tiếp tục, họ nó gọi là nó viện binh, nhưng mà tôi nghĩ là nó luân chuyển, tức là nó đưa những người ở đây về và những người khác là đi bộ là đi vào đây. Thì có thể nói là Nga thì đang kiểm soát không gian từ trên không và pháo binh, cho nên vì vậy mà quân tiếp viện nó tới đâu là Nga là biết tới đó. Đấy. Có thể nói là nhiều người đang chờ luân chuyển cũng nói rằng là họ cũng đào ngũ được, là họ đào ngũ. Đấy. Nếu mà đào ngũ hoặc là đầu hàng, tức là không cũng không quay trở lại luân chuyển, giả sử như là có được đi về hậu phương đấy thì họ cũng 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 trốn luôn, chứ không 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 có về lại đơn vị cũ rồi ngọ kia, không có. Đây, chứ không 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 muốn ở Sumy nữa, không dám về Sumy nữa, về đây cũng chết. Thế nên hiện nay là như vậy. Thì Bộ trưởng Quốc phòng của Ukraine là ông Umerov thì ông cũng nói là các cuộc đụng độ đầu tiên với binh sĩ Ukraine và Triều Tiên thì cũng đã có tổn thất cho cả hai bên. Nhưng mà tuy nhiên thì ông này thì đây không phải là một cuộc giao tranh quy mô lớn, mà với sự tham gia của tức là cả 12.000 quân Hàn Quốc thì không có, mà chỉ có các cái nhóm lẻ với nhau. Và bên Ukraine nói rằng Nga còn đang cải trang người Hàn Quốc, người người mà Triều Tiên là thành người Burat nữa, cho nên là rất là khó phân biệt. Nhưng mà tôi nghĩ là cái xác to với cái xác nhỏ thì cái tức là cái thân thể nó nhìn nó khác nhau, sao mà trà trộn như thế này được, thì cái cách người ta nói. Nhưng mà nó nói rằng là cái vấn đề mà lính Triều Tiên đang chiến đấu ở Kursk này nó sẽ mở ra một cái trang mới về sự bất ổn của trên thế giới, thì nhưng mà họ lại quên mất là coi như là chính họ cũng là những người đang gây bất ổn trên thế giới này. Trong cái đó thì có thể nói rằng về mặt chiến thuật thì lực lượng vũ trang Nga ở khu vực quanh Kursk này, tức là khu vực bên này chúng ta gọi nó quận Gruskovo, còn đây trên này nó gọi là quận Koronevo, và quận dưới này nó gọi là quận Suzdal. Thì hiện nay thì cái chỗ của Ruskovo thì nói chung là tàn quân của Ukraine nó vẫn còn, nhưng mà hiện nay thì Nga đã truy quét hoàn toàn, tức là không còn một cái bóng dáng nào tại cái khu vực này. Thì trong quá trình dọn dẹp này thì Nga tuyên bố rằng đã tiêu diệt được, kể cả trong cái mặt trận cái chỗ mà cái đường cao tốc này với cái chỗ mà Ruskovo thì đã bắt được là coi như trong 1 tuần qua là được 414 tên. Đấy, tức là chúng ta thấy rất lớn, có lẽ là Nga trước chúng ta thấy là Nga rải truyền đơn rất là nhiều.
thì cũng nói luôn là cái cách đường hướng đầu hàng ABC như thế nào. Thì tôi thấy là nếu đầu hàng nó là giống thì tình hình của Costco thì nó cũng không có gì nhiều, thì tôi cũng xin cũng thảo luận lại với các bạn như vậy thôi. Vậy thôi, tình hình tôi thấy là nó cũng chiến sự nó cũng đều đều, nói chung là cũng nghe ngóng cái chỗ bầu cử đấy thì bên bảo là không đánh nữa thì cũng không đúng, mà bây giờ đánh cho hăng thì cũng không phải, thì nó đánh cái nhát gừng vậy thôi. Cũng xin kết thúc cái video này tại đây. Kính chúc tất cả quý vị các bạn vui vẻ trong cả ngày, và nhớ like cũng như là bình luận cho kênh nó phát triển các bạn nha. Rất cảm ơn.